Vâng, Tiến Bimbi xin chào cả nhà. Tiến Bimbi test luôn nơi lò sun cho nó nóng quá. Vừa về vừa quay video trước cho các bác xem bên trong đấy. Loa đấy là cứng gấu luôn rồi, không phải nghĩ nữa. Bây Tiến Bimbi test luôn cho các bác nghe chất âm của đôi lò này. Đôi lò này là nói thật các bác là rất lão ngoan đấy. Tiến Bimbi đang đá vào đôi lò JBL thì mở đến số 20 vàng rồi là đã vỡ nhà rồi. Lò này nó nặng hơi nặng quá hơn tí. Còn này nó từ 19, con 16. Củ tép to 14 phần. Lò vẫn đẹp xuất sắc, các bạn nhìn xa thế rồi nhìn gần đẹp lắm, như mới đấy. Nhìn trong ảnh thì có nhìn gần này, chi tiết này thì biết là nó mới không này. Đấy. Đẹp xuất sắc luôn. Đây quay khách nhé. Làm cực ngầu luôn. Tay nó làm thì không phải nghĩ rồi. Đây, đằng này đằng sau lên trước tôi lúc bây giờ trước tôi giới thiệu rồi. Cái nước này bác cắt gạt xuống lên hai gắt này nó sẽ giảm cái bát đi một ít. Đó, gạt xuống cái bát nhiều hơn. Còn nếu mà bác gạt sang chữ Interland bên Kosovo này thì là nó sẽ rất nhiều tép rất sáng. Và khi là bác nghe thích nghe tối thì bác gạt sang này nghe nó lại tối đi, nó tép nó ít đi. Biết à không nha. Nó như mới tình thì trong ảnh nó xa thì nó xấu thôi, mình gần đẹp lắm. Trong ảnh nhìn nó không được thực ảnh lắm. Thì Tiến Bimbi test cho các bác một đoạn nhạc của Tuấn Vũ đi. Các bác nghe chất lượng âm thanh nha. Chất lượng loa Mỹ thì là nó sẽ rất hay, sáng, tép nó gãy guitar của lanh tanh đúng không? Cực sáng mà bay tiếng. Loa bass thì là sâu, mềm đúng không? Cực hay luôn, không phải chê một cái gì. Nếu bác nào lấy loa Sun này thì liên hệ với Tiến Bimbi theo số điện thoại là 0948 388
448, xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến bim bị ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Những đôi loa này rất hiếm, nói chung là nó có một đôi thôi. Bác nào nhanh tay gọi cho Tiến Bim Bi để sở hữu đôi loa chất lượng nhất của Mỹ. Những đôi này các bác để gia đình mà đá thì hát karaoke thì ngoài phải nói là tuyệt vời, không có địa chỉ nữa. Loa Mỹ 100% xịn, made in USA luôn các bác. Tiến Bim Bi vừa đá một con đẩy 4 kênh ấy, và cái con vang bãi L xăm. Tiếng cực hay luôn, tiếng không chê được định gì đâu các bác. Quá sáng luôn. Vâng, xin chào các bác. Nếu mà bác nào mà lấy loa Sun thì liên hệ với Tiến Bim Bi. Loa này Tiến Bim Bi bán được bác là giá là 17 triệu bao ship cho bác toàn quốc. 17 triệu bao ship toàn quốc. Vâng, xin chào các bác.